Bên cạnh các đền chùa thì những ngày qua, hàng nghìn lượt khách thập phương từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu đổ về thị trấn Gia Rai, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để được tận mắt chiêm ngưỡng và chụp ảnh với cây mai vàng khoảng 50 tuổi, nở vàng ươm hiếm thấy. Do cây nằm trung tâm của thị trấn nên dù đã hết Tết, lượng người đi qua ghé thăm vẫn rất đông. Không chỉ có giới trẻ mà nhiều người già, bậc trung niên cũng vẫn theo gia đình đến chụp ảnh kỷ niệm bên cây mai khổng lồ. Cây mai cao 5 mét, tán rộng 5 mét, được phủ một thảm vàng óng ánh từ cánh mai với đường kính chừng 10 mét, khiến du khách trầm trồ thích thú. Cây mai có nguồn gốc từ Huế. Khác với những cây mai thông thường, cội mai này có hai lớp hoa, nở theo chùm, mỗi hoa có từ 7 đến 12 cánh. Chủ cây mai cho biết, để cây mai khủng nở hoa vàng rực đúng Tết và lâu tàn, gia đình phải bỏ công chăm bón cùng nhiều bí quyết độc đáo. Nhiều người đến đề cập mua lại cây mai với rất nhiều giá, có lúc lên đến 2 tỷ đồng, nhưng gia đình kiên quyết không bán.